Xôn xao clip có đất tranh nhau chốt 12 lô đất, đẩy giá đất quê trên trời. Mạng xã hội những ngày qua xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh hàng trăm người tụ tập ở một khu đất trống để giao dịch mua bán đất. Điều đáng nói là khu vực diễn ra cảnh nhộn nhịp mua bán đất là tại một làng quê có phần hẻo lánh. Theo quan sát, khu đất này vừa được san ủi, cắm cọc phân thành 12 lô đất với diện tích 120-150m² dọc theo con đường bê tông mới mở. Ngoài vài cột đèn vừa mới dựng, các cơ sở hạ tầng khác như điện, nước đều chưa có. Xung quanh khu đất này là rừng tràm và chỉ có thưa thớt vài nhà dân sinh sống. Trong các clip, có giọng nam gọi điện thoại giao tên lô đất và chờ người chốt. Bên cạnh đó, có nhiều người hô với giá từ 720-790 triệu đồng. Khu đất này tập trung ô tô, xe máy đậu kín đường với hàng trăm người có mặt. Qua xác minh, được biết vụ việc diễn ra tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Người dân địa phương cho hay, hôm 6 tháng 3, nhiều người tụ tập về để mua bán đất. Phần lớn những người có mặt tại khu đất trên là từ nơi khác đến, trong đó có rất nhiều có đất đến lướt sóng kiếm lời. Theo ông Vũ Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Triệu Phong cho biết, đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân xã Triệu Ái về việc kiểm tra, xử lý việc phân lô, tổ chức giao dịch, mua bán đất tại địa phương này.